Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang tiến thẳng vào nhà hàng Papaya Vietnamese Coffee. Coffee, not coffee. Thì vào đây mình sẽ ăn đồ Việt Nam. Đó, bên ngoài là như thế này này. Đây là nguyên một rừng, gọi là khu mua sắm luôn á mọi người. Hồi nhà hàng hơi bị siêu to luôn, thì mình sẽ vào coi như thế nào nha. Yes. Để mình xem là coi trong menu này là có những món gì nha. Ú, cha cha, có phở này, salad này, cơm chiên, rồi bánh xèo nữa. Mình không biết là nên ăn gì đây, để mình suy nghĩ coi tới như thế nào. Quá trời món luôn, còn bên này là đồ uống. Bên trong nhà hàng này mọi người, ok mọi người, thì mình đã order một tô bún riêu này. Chà, quá trời luôn, rất là bự luôn nha. Bên này là rau này, còn chồng mình thì order món cơm gà. Đây người ta bỏ trong một cái thối nha. Úi cha mẹ ơi, nó rất là nóng luôn á, cái này rất là nóng luôn. Này, người ta nấu trong cái này có nước chấm này, với lại là có dưa nữa. Ok thì bây giờ mình sẽ ăn nhá. What it looks like. Yeah. Cái vị thì nó cũng được rồi, không đến nỗi người ta bỏ hơi nhiều dầu á, mình lại không thích ăn nhiều dầu như này, hơi béo. Tuy nhiên thì ăn cũng được. Nhưng mình sẽ thử ở trong mình, và trong mình sẽ thử con như này. Đây là miếng thịt gà. Chicken's good, yeah. Try the rice. Yeah. We should put the some sauce inside of it. You've been dipping it in there. No. Yeah. And it's with this one. Yeah, babe. This cơm gà rất là ngon. Tuy nhiên thì
nếu mà nấu được cái gà mà gà cà ta ở Việt Nam thì ngon hơn nhiều. Mà rất là đẹp, cái kiểu mà người ta nấu bằng cái này này mọi người, rất là đẹp và dễ thương, và nó giữ được cái gà nó nóng á, cái cơm nó nóng. Ở đây người ta cho khá là nhiều cơm, là nãy giờ ăn không hết luôn á. Bên đây thì chồng mình đang cố gắng ăn hết cái phần bún riêu. Ok mọi người, bây giờ thì bọn mình đã ăn xong rồi và ra ngoài xe đây rồi. Để nhận xét sơ qua về cái nhà hàng này, như mọi người cũng thấy á, ở phía trong rất là sạch sẽ, mọi thứ đều rất là ok. Thì cái hình thức trình bày của món ăn ở đây á, rất là bắt mắt, khi mà người ta nhìn vào là muốn ăn luôn. Cái món cơm gà đó người ta nấu trong một cái thố. Tuy nhiên thì khi mà mình ăn á, nó không phải quá là xuất sắc, nhưng mà cũng không phải là đến nỗi tệ đâu mọi người. Ăn cũng được. Mình chỉ ước là cái miếng gà đó là gà ta thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà ở Mỹ mà mình đi ra ngoài quán mà ăn được như vậy là ok rồi. Còn cái phần bún riêu á, nó cái nước của nó hơi mặn. Chắc là do mình ăn nhạt cho nên là mình cảm thấy hơi mặn. Bản thân chồng mình ăn cũng thấy mặn nữa.
bún riêu thì phải có huyết, nhưng mà mình không thấy miếng huyết nào hết. Nên là khi mà ăn bún riêu mà mình thấy không có huyết thì mình cảm thấy là nó không phải là bún riêu nữa. Hợp tất cả lại để mà cho điểm, thang điểm 10 thì 7 điểm. 7 nhé. 7? 7 out of 10. Presentation was really good. The food wasn't bad. It was, you know, I'm just spoiled. I get to eat Vietnamese food every day at home. Có thể là nhiều bạn sẽ hợp khẩu vị ở cái nhà hàng này. Cái nhà hàng này á, là có rất nhiều bạn ở Seattle có nhắn tin và giới thiệu cho mình. Nên là bữa nay mình rảnh á, mình đi để mà mình thử coi như thế nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này nha. Nếu mà thích á, thì cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào.